Hello, xin mình chào tất cả các bác. Cuối năm rồi, em lại lên đơn với những các bác khách quen. Đặt của Tùng Nguyên Audio một con đẩy 4 kênh. Một con đẩy 4 kênh có mã là BS Audio B4800. Dòng đẩy này đánh loa dây và đánh sự kiện phòng hát cực kỳ bền và khỏe. Đối với những dòng đẩy 4 kênh ở trên thị trường thì có rất là nhiều các dòng đẩy khác nhau. Nhưng em khẳng định là dòng đẩy 4 kênh BS B4800 này, tiếng của nó ra rất là hay và nó khỏe. 800W trên một kênh các bác nhé. Đây là hôm nay em lên đơn cho một bác khách quen. Đã lấy hàng của Tùng Nguyễn rất là nhiều lần rồi. Và làm bên âm thanh sự kiện đặt mua cục đẩy này 4 kênh này. Em đang đấu trực tiếp các bác nhé. Khi Tùng Nguyễn muốn test một cục đẩy để giao cho tất cả các bác thì không có test qua con vang hay là test qua cái gì cả, mà cắm thẳng điện thoại thẳng vào cục đẩy luôn. Đấy, test một loa, cắm thẳng cục đẩy từ điện thoại cắm vào cục đẩy để test cục đẩy này. Con này chạy 4 quạt gió, dùng để nếu không gian gia đình chơi cục đẩy này, đánh một đôi phun, đánh một quạt súp hơi, hoặc đánh hai đôi phun và đánh hai quạt súp hơi 50, đánh súp hơi 50 cùng 100, đánh căng đét đèn đẹp luôn. Các bác có nhu cầu đến sản phẩm cứ liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyễn Audio. Tùng Nguyễn sẽ lên đơn và gửi hàng qua đường bưu điện. Các bác được nhận hàng và kiểm tra thanh toán tiền. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.